Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Truyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 19 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Hai người im lặng ngồi đó hồi lâu, Hình ảnh này thoạt nhìn đúng là khá quái dị. Vô phương lại liếc chàng. Ngài đang nghĩ gì đó? Lệnh chủ lại a à ơ. Không nghĩ gì hết. Trong đầu trông giống. Nàng lại chẳng tin. Không đúng. Hẳn là bây giờ ngài nghĩ rất nhiều. Chẳng qua ngại mở miệng thôi. Có phải không? Đúng không à? Ờ, đúng là thế. Chẳng có thể nói mình nôn nao muốn dục dịch không? mấy cái tình tiết trong kính càn khôn chẳng đâu chỉ là xem rồi bỏ đó chàng đã ghi lại quá trình sống mái với nhau của ba mươi mấy giống loài rồi thỉnh thoảng lại lôi ra chiêm nghiệm ôn tập trải qua thời gian dài học hỏi chàng lại cảm thấy mình đã thuần thục kỹ năng này rồi cuộc sống cơ bản rồi thì liền có thừa tinh lực để diễn giải xa hơn từ ban đầu ù ù cạc cạc đến tận bây giờ thành thạo mọi chiêu thức lệnh chủ lại tin rằng mình có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khó khăn của đêm đầu này trên lý thuyết lệnh chủ lại không có sơ hở nào tựa như là công việc, phải yêu thích quá trình mới có thể làm tốt được và khả năng đầu tiên cần có là sự tập trung. Lúc trước, sự tập trung của lệnh chủ chủ yếu chỉ về mặt tinh thần, không có đả động đến mấy cái thần xác. Bây giờ theo tình cảm thăng hoa, bắt đầu từ một ngày nào đó chẳng lại bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, mặt của hôn thê là muốn hôn trong một cái, thấy gấu váy của nàng lại có kích động muốn vén lên. Như vậy có thể coi là đã hoàn toàn mở mang đầu óc rồi hay không? Mình giống như si như cuồng rồi, không biết lòng hôn thê thì nghĩ thế nào? Sống vài cùng với nàng ngồi ở trên bậc thang đúng là một trải nghiệm vui vẻ. Lòng như nở hoa, lệnh chủ lại lặng lặng nhìn vị hôn thê, xòa tay áp lên trên mu bàn tay của nàng. Nương tử. Chàng lại nhẹ nhàng gọi. Đáp ngay mà lại chẳng buồn nghĩ. Muốn nói gì thì nói đi. Chàng lại cúi đầu, ngượng ngùng gầy gầy móng tay. À, ta muốn nói. Nàng xem, ngày mai phải đi kính hải rồi ta lại còn đồng ý nặn tượng nữ cho Kim Lụy vậy thì rốt cuộc là chúng ta động phòng trước thành thân sau hay là thành thân trước rồi động phòng sau? ta lại muốn trưng cầu ý kiến của nàng nàng lại nhướng mày đến kính hải thì phải động phòng sao? chỉ đơn thuần là giúp ngài nặn tượng không có được sao? lệnh chủ lại nghẹn họng đấu tranh hồi lâu rồi cũng nói thành một câu có điều ta lại sợ mình hiểu không đúng nặn ra một tên tượng nửa nam nửa nữ cho Kim Lụy thì sao? Dĩ nhiên vô phương biết thừa cái cuộc sống vẫn phải dính đến cái vấn đề này rồi. Nàng lại cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc. Theo như lấy thường mà nói thì hẳn là phải thành thân rồi mới có thể vào động phòng được. Nhưng mà không có quá nhiều thời gian. Mà hấp tấp thì sẽ có đầy sơ suất. Chưa kể là nàng vẫn còn phải suy nghĩ thật kỹ nữa. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Nếu như mà thực sự không được thì ta có thể vẽ cho ngài nhìn. Ta theo nghề y đã nhìn thấy vô số cơ thể với đủ những loại dáng vẻ rồi lại có thể vẽ ra một mẫu tối ưu để mà lệnh chủ tham khảo. Lệnh chủ lại cảm thấy cực kỳ khó tin, vẽ cho chàng nhìn sao? Hình như lại không giống như là chàng nghĩ cho lắm. Có điều, dừa chín ép không có ngọt, chàng lại dịu giọng nói. Đề nghị này của nương tử rất là tốt. Thế này đi, ta vẫn cứ đem theo thước, nếu như mà cần thì sẽ đo cho người của nương tử, vậy thì chính xác hơn. Lúc trước, ta nặn tượng nam cũng làm như thế. Chưa kể, hình vẽ cần kết hợp với thực tế mới có thể đảm bảo là không có gì bất chắc. Vũ Phương nghe xong thì lại hơi nhún mày, sau đó gật đầu tỏ vậy hiểu. Vậy ý của ngài là, tượng đất ở Yểm Đô đều là lấy lệnh chủ làm mẫu, các bộ phận ở trên cơ thể cũng được đo lường tỉ mỉ, cho nên tỷ số thành công là 10 phần, có phải không? Lệnh chủ lại tự hào khoai khoang. Ừ, ta vốn cực kỳ kỹ tính, vì để giống thật mà cứ phải liên tục đối chiếu với số liệu, xác định tuyệt đối không sai, ta mới có thể bắt tay làm được. Nàng lại ô một tiếng thật là dài, thì ra là thế nhớ lại lúc trước lộc cơ lại dẫn một tượng đất đến y lưu của ta xin chữa bệnh ta lại thấy hắn vô hồn vô phách cho nên ta đã kiểm tra toàn thân cho hắn đó nói tới đây nàng lại mỉm cười núm hàn gạo ẩn hiện bên khóe môi trông vừa lém lỉnh vừa đáng yêu thực sự là khác hẳn với vẻ đoan trang nghiêm nghị bình thường lệnh chủ lại điêu đứng trước vẻ đẹp của hồn thề, đang muốn khen tặng vài câu thì lại chợt phát hiện ra có chỗ hết sức bất ổn kiểm tra toàn thân Tại sao lại kiểm tra tượng đất mà chàng lại có cảm giác như là bị nhìn thấy hết như vậy? Giữa cuộc là nàng muốn nói cái gì? Chẳng lẽ là muốn nói thần hình của tượng đất không có đáng xem sao? Vậy cho nên nguyên bản cũng lại chẳng có tí nào hấp dẫn với nàng, mất sạch cảm giác mới mẻ rồi. Chàng lại hoảng hốt. Thật, thật ra là không thể nào nói là y hết được. Ít nhiều vẫn phải có chút khác biệt chứ. Bồn đại vương dù gì cũng là lệnh chủ sát thổ, sao có thể làm tượng đất giống y như mình được? Bình thường ta sẽ cắt xén chỉnh sửa một tí, Ví dụ như là tướng mạo của chúng phải kém hơn ta Rồi một vài bộ phận nào đó trên người Tất nhiên cũng không thể nào bằng ta được Nàng vẫn mỉm cười, <cười> Thế sao Lưng đã dịn Ướt mồ hôi Lệnh chủ lại kiên định gật đầu Đương nhiên Huống hồ cái thứ mà nàng thấy Là một cái tên tượng sắp chết Chẳng có linh lực gì nuôi dưỡng Thì chúng chỉ là một đống thịt chết thôi Làm sao mà so đối với ta Đang sống sờ sờ đây Nói rồi chàng lại nhỏ giọng lầm bầm Ta đã nói là Phái nữ thì không nên làm đại phu mà Sở lui sở tới ở trên thân thể của nam giới Sau này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng Tuy rằng chàng lầm bẩm Nhưng mà vô phương vẫn nghe thấy Nở một nụ cười lạnh lùng với chàng Vừa rồi ngài lại còn nói là ủng hộ sự nghiệp của ta cơ mà Hơn nữa ta lại cảm thấy Ngài nên cảm kích mới đúng Nếu như mà không phải vì cứu người Làm sao ta lại quen ngài được chứ Lần này lệnh chủ lại không đáp được Đành phải giang tay ra quy mọi thứ về cho số mệnh Trừ ta ra không có ai xứng đáng với nàng đâu. Từng bốc kẻ khác vẫn không quên nâng cao chính mình, ai bảo lệnh chủ đã đồ ngốc hả? Vô phương lại cảm thấy không thể nào đà thông nội chàng, bèn đứng lên đi ra ngoài, nhìn tứ phía tìm đồ đệ. Cù như đâu? Phải về rồi. Sau lưng nàng là một chuỗi bước chân lục cột đi ra bên ngoài theo. Lệnh chủ lại nói có thể cô bé đã đi theo ly khoan trà đến ô kim sát thổ rồi. Chàng lại đan chéo mười ngón tay. Nàng lại không cảm thấy tiểu điều, điều và a trà rất là xứng đôi sao? Sau khi mà chúng ta thành thân Hay là kết đôi cho hai đứa đi Ta vẫn mong chúng sinh ra một con quái Giống như là phì di ấy Lệnh chủ lại muốn thử nghiệm Nhưng mà vô phương lại không hề có hứng thú với cuộc Công cuộc tạo ra sản phẩm mới này Cũng lại biết Cù Như luôn luôn coi thường Ly Khoan Bèn nói Ngài đừng có phí công nữa Cù Như và Ly Khoan luôn luôn không có hợp nhau Hơn nữa Chí hướng của Cù Củ Như chính là toàn bộ tượng đất tại yểm đô đó Không có chuyện em ấy sẽ vì một con thần lằn xấu xí Mà lại buông tay với Mỹ Nam một thành đâu Lệnh chủ lại lấy làm kinh hãi Chí hướng của tiểu điểu Đúng là không hề nhỏ nhá Đang nói thì cuối thềm đá có một bóng dáng chạy tới Định thần nhìn lại Liền phát hiện ra là đại quản gia Lệnh chủ lại bỗng nhiên Chẳng có thấy gì chua sót Phát hiện ra đại quản gia của mình trông có vẻ hơi tăng thương chút Chẳng rõ có phải là bởi vì chịu áp lực tài chính trong thời gian dài quá hay không mà rõ ràng cũng được chú tầm chế tạo giống như là những loại tượng đất khác và cũng có ngũ quản tuấn tú cùng với thân thể cân xứng. Thế nhưng mà tại sao lại có vẻ già dặn hơn thế? đại quan gia lại sách vạt áo hớt hải chạy tới chúa thượng mức tiền bồi thường mà ứng viên thành vũ sư thiếp và thành trung dùng bàn nhau đưa ra đó thuộc hạ lại cảm thấy quá lớn rồi không dám tự chủ trương lên cho nên lại quay lại bẩm báo với chúa thượng trước lệnh chủ lại ghét nhất là có kẻ khác mơ đến tiền của chàng vừa nghe nói số lượng quá lớn liền cau mày bọn họ muốn bao nhiêu đại quản gia lại trần trừ đưa một tay ra lật một cái lại lật một cái rồi lại lật thêm một cái nữa lệnh chủ nhìn lòng bàn tay cứ lật lùi lật tới lửa giận cứ phừng phừng ở trên đỉnh đầu đủ rồi đủ rồi nói thẳng đi không có được sao đại quản gia lại đau khổ thưa thì là vừa bằng số tiền phong đô đưa tới lệnh chủ lại rốt cục cũng xù lông chàng đứng bật dậy khiến cho vạt áo chàng đen bị hất tung dáng vẻ im lặng xong vẫn khiến cho người ta sợ hãi hồi lâu sau chàng lại mới cười lạnh xem ra thực sự muốn khoáng của ta một vố lớn đấy mà đã thế thì cứ cho cái đám sứ giả kia về đi giữ hai ả lại yểm đô của ta toàn là lưu manh thành tinh cả ngàn năm lại còn không lo tiêu hóa hết hai ả nữ nhân sao tới hỏi hai ả đó một lần nữa có cút hay là không không cút thì lập tức lôi đến trên quảng trường khao thưởng ba quân tưởng tiếng xấu bên ngoài của bồn đại vương chỉ để trưng chơi thôi sao dám uy hiếp ta sao các ả ta mọc mắt chó cả rồi Lần này lệnh chủ thực sự là nổi cơn thịnh nộ rồi, trước kia chẳng mềm lòng quá, nghe uy danh ghê gớm là thế, trước kỳ thực thì tính cách lại đầm thấm hệt như là phỉ phỉ, khiến cho yểm đô không có thực sự sừng bá sừng vương sát thổ một cách đúng đắn. Thậm chí, luật lệ mà chàng ban bố cũng lại thường có yêu quái đã dám bỏ ngoài tai đó. Đại quản gia lại thẳng sống lưng nhận lệnh đi làm việc, vừa đi lại vừa vung tay hô to, mau chóng triệu tập được mười mấy tên tượng mặc đồ đen. Đùa sao? dám chạy tới địa bàn của người ta dương oai, có biết từ đó đến bây giờ, yểm đô chưa từng có được một số tiền lớn như thế hay không? Quen cái thói nghèo rồi thì thôi, nhưng mà một khi đã nhà kho đầy ụ, ôm chưa kịp nóng, khoáng một cái lại trống rỗng, sự hụt hẫng hấn đó, ai có thể chịu thấu được? Đám tượng hùng hổ rồi đi, đáng tiếc, trông ai cũng đều dễ nhìn, cho nên rốt cuộc là có dọa được đối phương hay không thì chưa biết. Vô phương lại cũng chẳng có bất cứ ý kiến gì về cách xử lý của lệnh chủ, chỉ lại nhào mắt nhìn mây trôi tại cuối chân trời ta lại rất tò mò Rốt cuộc là ngài đã để lại những xính lễ gì Cho 16 thành ở Âu kim vậy Lệnh chủ lại nuốt nước bọt Phát hiện ra mối nguy của chuyện trung thân Vẫn là chưa được giải trừ đâu Chẳng lại nói quanh co Chuyện của mấy ngàn năm trước rồi Có vài thành đã đổi mấy kiệm nhiệm kỳ thành chủ Làm sao mà ta nhớ được Mà dù sao đi nữa thì nàng cứ yên tâm Đều không phải là thứ tốt Có thể là giống cặp bò cà máu kia ấy Ly khoan trà đã đến 13 thành còn lại để lấy hết chúng về rồi Đợi tới lúc đó nàng khác biết Nàng lại cúi đầu trầm ngâm. Tuổi của bò cạp máu đúng là không nhỏ mà. Lệnh chủ lại cũng xác nhận. Còn lớn hơn nàng một chút đó, Có điều thứ này muốn tu luyện thành tinh thì cần phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hàng năm. Quán thường hải lại sợ chúng chạy, cho nên nhốt chúng ở trong hộp sắt đến mấy ngàn năm không có được thấy ánh mặt trời, cho nên chúng chỉ có thể lăn lộn ăn nằm mà chờ chết. Tu vi lại không thể nào tiến bộ được, cuối cùng thì chỉ có thể bị nàng cầm đi làm thuốc thôi. Nàng lại chắp tay, thành hình chữ thập nghiệp a di đà Phật. Ai, đúng là tạo nghiệt, sớm biết như thế đã không có động vào chúng. <laughs> không động đến chúng thì nàng có thể cứu được đồ đệ tốt của mình hay không? Chàng lại bật cười, quay đầu nhìn về phía phương Nam, lại lầm bẩm nói. Mà dù là không có nàng cứu, hắn cũng lại không chết được đâu, ta biết mạng của hắn rất là cứng. Nghe thấy chàng nói như vậy, vô phương lại thoáng cái phần vân, đoán có lẽ chàng biết một vài chuyện nhưng mà sợ mình hỏi thì chàng lại suy diễn lung tung cho nên không nói nữa nhấc vật váy đi lên trên thềm đá mấy lần tới yểm đầu đều lại vội vội vàng vàng bận này bận kia lần đầu tiên nàng lại có cảm giác thuộc về nơi này về sau thành thân với chàng rồi thì cần phải ở lại đây mà thành trì này sẽ là mái nhà ngàn vạn năm sau này của nàng nàng lại bước lên trên bậc thềm đá màu xanh đi từng bậc từng bậc vô cùng cẩn thận thầm lại tò mò rốt cuộc là thềm đá màu xanh này được xây sau hay là cùng một bộ với hai chiếc đũa kia lệnh chủ đúng là nhân vật thần kỳ sống lâu đằng đẵng thần thông quảng đại song bản lĩnh lại không hề nào dùng vào những việc tà ma và gây gớm đó chỉ là xây dựng một thành trì nặn một ít tượng đất còn trái tim của chàng vẫn ngây thơ giống như là một đứa trẻ vậy yểm đồ rất lớn cực kỳ lớn muốn đi hết thì phải đi mất cả ngày vô phương lại từ tốn bước đi lệnh chủ đi theo bên cạnh lại nói như là tranh công nương tử kết cấu ở đây không tệ đúng không trước đây Ta dựa theo trong sách phong thủy xây lên đó Nàng nhìn tòa lâu kia xem Hình dạng tượng trưng cho phái nam Cao lớn hùng tráng Sức lực khuynh đảo được cả núi sông Đó chính là biểu tượng của ta đó Thực ra thì chàng không nói gì đấy là tốt nhất Bảo vệ được cho vẻ hiền lành hòa nhã bề ngoài Ở chung với chàng Là phải học cách hưởng thụ thế giới tinh thần của mình Vì tâm trạng đang yên ả Chàng cứ mở miệng ra là lại phá hỏng tinh thần Nàng lại oán nhưng không giận Cho nên giọng điệu vẫn còn nhẹ nhàng Ngài ngậm miệng lại đi Lệnh chủ sừng sốt Ý gì đây Hôn thê là một cô nương bụng đầy thi thư Nàng nói câu nào ở trong mắt chàng Cũng là có hàm nghĩa nhất định Nội dung kết hợp với ngữ cảnh Não bộ lệnh chủ lại bắt đầu ủ ủ Chẳng lẽ nàng lại muốn hôn chàng sao Tìm nhảy nhót một trận Sau nhảy nhót lại chính là căng thẳng tới vô biên Chàng lại luống cuống tay chân Làm thế nào bây giờ Ngay cả đến môi của chàng cũng run lên rồi Nhưng mà vẫn rất quan tâm nói ừ, Nương tử Nàng đừng có động, cứ để ta tới đi. Chàng vẫn không thể nào để cho nàng thấy mặt mình được, nếu như mà lúc này hôn thì chỉ sợ nàng tìm không thấy miệng của chàng, đụng phải mũi thì lúng túng lắm, cho nên chàng quyết định tự mình chủ động, dấu gì thì chàng cũng là nam giới, nam giới chịu được va đập, dấu lần đầu tiên không có kinh nghiệm gì lắm cũng lại không có sợ đâu, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên mà. Lệnh chủ lại lệ luôn, luôn luôn đầy tự tin như vậy đó. Chàng lại liếm liếm môi, kết luận bản thân nhất định là có thể cho nàng một trải nghiệm đẹp đẽ. Chàng lại đặt hai tay lên trên vai của nàng, gió nhẹ xuyên qua chỗ ao rách phè phẩy cơ thể của chàng. Chàng lại cảm thấy lòng mình đang bay múa giống như là cảnh liễu, hạnh phúc sắp tới làm cho chàng ngất ngây đây. Tranh thủ bảy kết giới không thể nào để cho người ta nhìn thấy, rồi chàng lại chu môi ra, chuẩn bị tới gần in dấu lên. Vô phương lại không không biết chàng đang muốn làm gì, thấy bốn phía mọc lên bình phong che khuất, vì ở trong lòng của chàng lại không yên cho nên tưởng kết giới khẽ sao động trông giống như là một tấm rèm nước nàng lại ngừng đầu lên hỏi chàng ngay sao vậy lệnh chủ thở dài cất giọng trầm thấp hết sức gợi cảm nương <laughs> tự à nàng cứ thoải mái mà hưởng thụ đi chàng càng lúc càng dựa gần vũ phương lại càng lúc càng mở to mắt vì cái lỗ đèn ngòm dưới mũ giống như là muốn cắn nuốt nàng vậy nàng lại sợ hãi nói ngài là muốn làm gì dù là không nhìn thấy vẫn là có một dự cảm rất mãnh liệt thậm chí nàng có thể ngửi thấy được hơi thở của chàng nữa và cả mùi đinh hương thoang thoảng kia lệnh chủ đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi dáng vẻ vô cùng nghiêm túc đầu óc lại quay cuồng chuẩn bị đặt lên, lên nụ hôn hôn một cái là xác định quan hệ rồi sau này nàng sẽ không thể nào trốn thoát khỏi mình được nữa chàng xuất thế giống như là trẻ tre mang theo niềm tin tất thắng đi tới trước mặt của nàng nhưng mà môi của chàng vẫn còn chưa tìm được bến đỗ thì bốp một tiếng bên tai lại chợt nở hoa đến tưng bừng chàng lại ngẩn người phát giác trên mặt nóng rát hồn thề bất mãn vì chàng chậm chạp cho nên thưởng cho chàng một cái tát sao lệnh chủ lại ôm mặt hút thít giải thích ta ta chỉ là căng thẳng thôi mà vô phương lại tức đến nỗi dậm chân Bạch chuẩn ngài xéo đi tịnh thân đi chàng lại không hiểu mấy hàm hồ hỏi lại hồn một cái mà là còn phải tắm sao tịnh thân lại phải tắm người sao? Sau đó, nhìn thấy dạng mây đỏ bên tóc mai của nàng từ từ lan tràn, phủ trùm cả khuôn mặt. chẳng lại á lên một cái. À, nương tử, nàng đẹp quá. Nhưng mà nàng lại mím chặt môi, vành mắt dần dần có hơi nước ngừng tụ, chỉ lại trực rơi xuống. Lệnh chủ kinh hoàng, chẳng hiểu vì sao mình bị đánh mà nàng lại còn muốn khóc. Chẳng muốn an ủi nàng, nhưng mà lại chẳng biết nên để tay nơi nào, đành phải chống lên trên đầu gối, cúi xuống quan sát vẻ mặt của nàng. Đương tử, có gì thì nàng cứ nói, đừng có khóc. Vì sao lại tức giận như vậy chứ? Là do ta chuẩn bị lâu lắc, nàng không có chờ kịp sao? Nàng nói muốn ta tịnh thân, vậy thì ta đi tịnh thân ngay bây giờ, đừng có khóc nữa. Vũ phương lại nuốt không trôi cơn tức, vẫn còn chưa thấy mặt của chàng mà chàng đã muốn làm cơt nhà nàng sao? Rốt cuộc là coi nàng là cái hạng gì? Sau khi lại đạp vào trong bóp chân của chàng, khiến cho chàng đau đến nảy cứng, nàng lại tức khí nói. Ngài đúng là cái dân ít học, ngay cả tới tịnh thần là cái gì cũng không biết Cút vào trong vũng bùn của ngài mà nghịch bùn đi Nàng lại cướp lại vòng kim cương Rồi lại gắng sức đập bể kết giới Sau một tiếng toang Bình phong lại nứt một lỗ hồng rất lớn Nàng lại hóa thành một cái bóng đỏ bay vụt ra bên ngoài Lệnh chủ lại muốn bắt lấy nàng Nhưng mà không bắt được Lại chỉ cầm giải lụa trắng Giống như là thanh tuyền lướt qua giữa ngón tay Để lại một mình chàng nhìn lỗ hồng mà khóc không ra nước mắt động tính quá lớn thu hút cái đám tự đất kéo tới đây bọn họ lại đứng tứ phía cũng lại cảm thấy nỗi khổ sở của lệnh chủ yểm hậu đi rồi bọn họ lại cách xa giấc mơ âm dương cân bằng thêm một khoảng đều là do lệnh chủ hết làm gì mà đói bụng ăn quàng như thế chứ lần này thì hay rồi xiêm y nát bươm xem ra yểm hậu đã hạ quyết tâm xé rách cái mặt nạ của tên mặt người dạ thú này rồi phái nữ không có thích cạnh tranh trên phương diện tình cảm đâu trái lại các nàng lại thích mình trở thành mục tiêu để mà cạnh tranh hơn giờ bỗng nhiên lại nhảy ra hai đối thủ khiến cho chỉ trong một tối nam tử nàng luôn cảm thấy có cũng được chẳng có cũng không sao lập tức trở thành đồ hiếm cỡ chàng mà xứng sao cái đám tượng này tỏ vẻ lực bất tòng tâm tượng đất nhỏ vừa được chế tạo cao đến đầu gối ngước nhìn chàng cha ơi chàng muốn khóc thì cứ khóc đi cục diện đang tốt đẹp nhưng mà chàng luôn luôn có bản lĩnh phá hỏng nó lệnh chủ đại qua thường muốn khóc lắm rồi hùng hăng xua đuổi tượng đất nhỏ thôi đi 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 đọc sách đi Đừng có mà để giống bộ đại vương Thấy chưa Ít học không có văn hóa Đám tượng đất lại dẫn tượng nhỏ rồi đi Coi mình là cố vấn thứ hai Ngoài ly khoan cho nên đại quản gia lại cảm thấy Có nghĩa vụ nên giải quyết chàng à, Chúa thượng Mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi rồi Đợi yểm hậu bớt giận Tất cả sẽ khá hơn Lệnh chủ lại đầy sự đau thương đứng ngây ra trong gió Giống như là tượng đá à, Chiếu thị Người có biết tịnh thần là gì không Đại quan gia lại sự run. Tịnh, tịnh thân, là thiến đó. Đám hầu hạ bên mình hoàng đế trùng thổ đều đã bị thiến. Như vậy mới có thể phòng ngừa bọn chúng mèo mỡ với hậu cung của hoàng đế. Là nghĩa như vậy sao? Hẳn là cũng gần như thế. Lệnh chủ nghe xong lại càng đau lòng. cơ hồn thế học y thuật không có tốt. Chẳng ở trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Duy chỉ có không am hiểu lắm những cái từ ngữ chuyên môn mà còn để cho lộ ra cái rốt trước mặt của nàng. Kết quả làm cho nàng tức giận bỏ đi luôn. Đại quan gia lại dò xét nhìn chàng Chúa thượng Ngài xem có cần phái người canh giữ núi Nhĩ Thị không Ngộ nhớ ở trong cơn tức giận Yểm hậu lại rời khỏi sát thổ Thì phiền đó Cũng may lệnh chủ vẫn coi như vẫn còn bình tĩnh Chàng lại nói Không cần đâu Chuyện nàng nhờ ta vẫn còn chưa xong Tạm thời nàng ấy sẽ không đi đâu Ta lại đau lòng là bởi vì nàng muốn thiến ta Độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà mà Người dẫn người đến kính hải bố trí xung quanh trước Tối mai ta sẽ cho nàng biết Cái gì gọi là mị lực của nam giới Nàng muốn thiến ta sao Được Chỉ cần nàng dám hạ thủ Chàng lại cười hô hố Là thành chuyện rồi Cụ như thực sự lại không đáng tin Cho nên chắc là đi theo ly khoan trà đến ô kìm sát thổ thật rồi Vô phương lại quay về căn nhà tranh Cũng chẳng thấy bóng dáng của cô bé Chỉ có phỉ phỉ vẫn nằm ở trên chiếu Nó lại nhác thấy nàng Đi vào trong cửa lại nhảy lên chui tọt vào trong lòng nàng trong nhà rất yên ắng, chỉ còn lại mỗi một mình nàng cho nên có vài phần hưu quạnh. Trước kia, nàng lại không sợ vắng vẻ, nàng đã chơi trọi sống tới hơn trăm năm trong thành nhỏ tại Trung Thổ, nhìn cái đống xác chết từ từ mục giữa, da thịt lại hóa thành dầu mỡ ngấm vào trong bùn đất, tiếng mưa gió và thi thể trương phồng, nổ tung, là một chút náo nhiệt, duy nhất ở trên thế giới đó. Sau đó, nàng lại gặp được Cù Như, cô bé tuy là hấp tấp nhưng mà rốt cuộc cũng đã trợ giúp được rất nhiều. Có những lúc, vô phương lại không nhẫn nại nổi, chỉ lại bực không thể nào đuổi cô bé đi cho rảnh mắt. Mỗi lần thấy trò xích mích, cô bé sẽ bỏ nhà ra đi, nhưng mà không đi được bao lâu, cùng lắm thì chỉ là một bữa cơm đã quay về rồi. Đã quen với có người làm bạn, nay chỉ sống một mình. Vô phương mới hay, thì ra mình cũng rất sợ cô đơn. Lúc này, nàng bỗng có thể hiểu được lệnh chủ, kỳ thường chẳng hoàn toàn xa lạ với mảnh đất ô uế này, không một chỗ nương thân, không nhập được bọn với đám yêu quỷ nếu như mà muốn sống một cách vinh quang để mà khắp trốn nghe danh mà mất vía chẳng đành phải tự mình tạo nên thành tạo ra người tự mình xưng bá chủ nhìn sắc trời không còn sớm nàng mới nhớ ra hình như đã lâu rồi không ngồi thiền tu hành trở nên có cũng được mà lại chẳng có chẳng sao mất đi mục tiêu tương lai trong lòng lại cảm thấy thiếu vắng nàng lấy đồ ăn cho phỉ phỉ nó lại không mê ngũ cốc cho lắm đập đuôi hai cái chòm đuôi lại lòe lòe ra ánh sáng đi quanh nàng tới mấy vòng Chắc là nó lại muốn đi ra ngoài câu cá ở đây Nàng lại xoa đầu bảo nó hay đi đi Nhưng mà đừng có đi xa quá Sau đó nàng lại lấy lòn hương ra Ngồi xuống trước án cung Kính tụng kinh Có lẽ đã động phàm Vậy cho nên tín ngưỡng lại chẳng còn thuần túy nữa Thần ngồi đây nhưng mà tâm tư rất là loạn Trước kia hễ bắt đầu ngồi thiền Là nàng lại có thể tiến vào bên trong thế giới vô ngã Thế giới kia cứ mênh mông và bát ngát Không có hoa cỏ Cũng lại chẳng có sự sống Tình khôi chẳng vương một chút nào bụi trần nhưng bây giờ lại không thế nàng lại cứ quanh quẩn bên ngoài càng gấp gáp thì lại càng không vào được cửa không được phải tĩnh tâm nàng biết vấn đề nằm ở đâu rồi bắt đầu lại từ đầu nào ngừng thần tĩnh khí điều tức thật sâu cảnh vật quanh nhà lại dần dần nhạt màu đường nét từ từ nhòa đi sau đó nàng lại nhìn thấy mình mặc minh y ngồi ở trên đệm bồ đoàn bên người có hai luồng ánh sáng màu xanh bồng bềnh vờn quanh hồn phách và thân xác lại chia lìa còn đưa ngạc nhiên thì lại nghe thấy một giọng nói ấm áp gọi mình nàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung lại hiện ra một bóng sen vàng tỏa ra một ánh xa vạn dặm trong quang ảnh trùng điệp lại hiện ra vô số không hành mẫu vị đứng giữa, trần lại dẫm hoa sen chính là liên sư đã lâu rồi không gặp nàng lại vui mừng kêu lên sư phụ đã đi du hành về rồi sao dù là vẫn chưa chính thức vào môn hạ của liên sư nhưng mà những năm nay nàng vẫn luôn xem ông là sư phụ Phật Pháp có câu uống nước không chỉ tâm chú như nuốt chúng sinh vào lòng. Đến uống nước còn đại từ đại bi thì một xưng hô cũng không cần câu nệ làm gì. Vũ Phương vẫn còn nhớ lúc trước nhờ có ông độ hóa cho nên nàng mới ra khỏi được tòa tử thành đó tiến vào bên trong Nam Diêm Phủ. Sau đó nàng tới thành thiên cực canh tháp theo như nghề y làm hành thiện. Tất cả đều là bởi vì trong lòng có ánh sáng cho nên mới không vô chi vô giác trở thành sát hùng thực sự. Liên sư có ơn tái tạo với nàng, dự tính ban đầu của ông là phổ độ chúng sinh, nhưng mà đối với nàng thì ý nghĩa không chỉ có thế. Nàng thành kính bái lạy rồi lại khom lưng ngồi ở trên tòa sen, cụp mày mỉm cười, giữ dáng vẻ trang nghiêm. Bồn tòa đi khắp 10 giới hải. Khi mà trở về tổ chức đại hội công đức, phát hiện ra ngươi không còn ở đó, cho nên mới đặc biệt đến phản hành sát thổ thăm ngươi. Liên sư có thể nói là một vị Phật gần gũi với thế gian nhất trong tất cả những vị chư Phật, không hay dùng lời lẽ cao thâm giống như là những vị thần Phật khác. Vì đã từng đi qua đến ba ngàn thế giới, dù rằng người mình cứu có lại làm điều ác, ông cũng sẽ không khuyên can kẻ đó hướng thiện. Giống như là thường nói, Phật có thể độ lòng người, song nếu không độ được thì chẳng cần phải mềm lòng làm gì vô phương lại coi như được ông cảm hóa mà nàng cũng không phụ được kỳ vọng của ông thông minh lại có ngộ tính vậy cho nên ông mới tặng nàng một cái vòng kim cương mong nàng sẽ có ngày tu thành chính quả nhưng mà với cái tình cảnh bây giờ của bản thân nàng biết tự mình không thể nào lên núi cát tường được nữa thế gian này giống như là một hạt bụi nhỏ không có gì là phật không nhìn thấu cho nên nàng lại không cần phải giấu nàng lại tháo vòng kim cương ra dùng cả hai tay cung kính dần nó lên 900 năm trước, con đã bày tỏ nguyện vọng với sư phụ, một ngày nào đó lại muốn vào cung việt lương để làm không hành mẫu. Hôm nay, sau 900 năm, con lại cảm thấy ý nguyện của mình không cách nào thực hiện được nữa rồi. Con lại thực sự rất xấu hổ vì đã làm sư phụ thất vọng. Năm đó, sư phụ tặng cho con vòng kim cương, giờ con lại không còn tư cách tiếp tục giữ nó bên mình, vậy cho nên xin trả lại cho sư phụ, chấm dứt đoạn tiền duyên này. Liên sư lại đứng giữa ánh hào quang cũng không có vẻ kinh ngạc. Ông nói. Nhân của hôm nay chính là quả của ngày mai. Ta muốn ngươi nhìn rõ lòng mình. Đáng tiếc, ngươi vẫn không làm được. Ba ngàn hồng trần này thực sự chính là điều ngươi muốn sao? Có phải là nàng muốn hay không, không phải là quyết định bởi nàng. Vũ Phương lại cúi đầu khẽ than. Con đã có hôn ước với người ta. Mày của Liên Sư lại khẽ nhíu một cái rất khó nhận ra. Bồn tọa đã biết chuyện này từ lâu, nhưng mà vẫn luôn muốn khuyên người hãy suy nghĩ cho kỹ, không có niềm vui hôm nay thì sẽ không có nỗi sợ hãi của ngày mai. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đó. Nàng lại quay đầu nói, "Con hiểu đạo lý đó, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Con tu hành ngàn năm ngắn ngủi, có một số việc cuối cùng vẫn lại không có đột phá được. Khi trước sư phụ tu hành ở mộ địa đàn hương, lấy thân làm đẹp, lấy da thịt làm áo." vượt qua nghịch cảnh mới có được thành tựu con nghĩ mình cũng cần phải trải qua tôi luyện nếu như có tạo hóa nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ được siêu thoát nàng lại khom người cùng kính giờ cao tay xin sư phụ hãy lấy lại vòng kim cương giờ con đang ở uế thổ nếu như mà cứ kéo dài mãi e rằng sẽ làm bẩn nó để nó đi theo sư phụ trở về ô kim sát thổ giao cho một người có duyên khác vậy không thích cách nàng chỉ dùng hai tứ chữ không hợp rồi lại liền trả lại đồ liền sư lại đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra đồ đã tặng cho ngươi Bồn tọa chưa nói lấy lại thì nó vẫn là của ngươi ngươi nói đúng trên đời không có chuyện nào vô duyên vô cớ mà đạt được thành tựu to lớn ngươi có ý muốn vào hồng trần thì đó là lựa chọn của ngươi ta không có tiện xen vào nhưng mà ngươi nên nhớ duyên có rất nhiều loại có duyên sinh thiện cũng có duyên sinh nghiệt một khi đã dính vào không có đường lui kỳ thực lời của ngài nói cũng lại không giống như là mấy câu lang chung căn bệnh khúc điệu khác nhau song đều diễn biến như nhau toàn là mấy câu nghiêm trọng dọa người sợ đến ba hồn bảy vía nhưng mà kết quả chưa chắc là đã tệ hại như vậy vô phương lại luôn luôn giữ tâm lý ngạc quả, lạc quan nàng nhớ đến lệnh chủ nếu như mà lựa chọn dây dừa với chàng bi kịch lớn nhất có lẽ là bị chàng đồng hóa càng ngày càng dần dần giống như chàng thôi nàng lại khe khẽ thở dài rồi đáp đây là lựa chọn của chính con Tôi chết cũng sẽ không hối hận Liên sư ở giữa không trung im lặng Hồi lâu sau lại nói Một ngàn năm qua Ngươi là một kẻ có tuệ căn nhất Trong số bồn tọa đã độ hóa Vậy mà giữa chừng lại buông tay Quả nhiên đáng tiếc Bồn tọa thực sự là tiếc tài Thôi đi Vận mệnh như Giang Sơn Không phá cũng không dựng Đi trải nghiệm một phen đối với người Vậy thì cũng không tính là chuyện xấu Người cứ giữ vòng kim cương Đồ đã tặng rồi mà vẫn còn lấy lại Hả sẽ khiến cho thế gian chê cười ta hẹp hòi Tặng hắn một cái Ông lại hạ lệnh với chúng không hành mẫu Vạn dặm đường xa Lại một chuyến tay không Thôi trở về Gánh nặng trong lòng vô phương đã được dỡ đi phần nào Quả nhiên vẫn là liên sư nàng biết từ trước tới giờ Cực kỳ phô trương Sau khi nói mấy lời thiên cơ Thì lại muốn lộ nguyên hình Đương nhiên lúc lộ tẩy chính là điểm báo nên rời đi rồi khi mà ông sắp rời đi nàng đứng dậy gọi ông lại sư phụ còn có một vấn đề muốn hỏi người liên sư lại vòng người lại chuyện gì nàng lại chắp tay thành hình chữ thập thỉnh giáo nhân duyên giữa con và bạch chuẩn liệu có thể đi tới cuối cùng trong con mắt khép hờ của liên sư tuôn do phật pháp vô biên thiên cơ bất khả lộ người cũng đã tu hành ngàn năm không có nên hỏi vấn đề ngây thơ như vậy Nàng ngập ngừng Con chỉ muốn cầu được yên lòng Nếu như lòng đã không yên Thì ngươi còn thành hôn để làm gì chứ Bồn tọa thường cảm khái kẻ trong ngũ hành Không có thoát ra được trói buộc của thất tình lục dục Dốc lòng chỉ dẫn cho ngươi Rốt cuộc thì ngươi cũng đã giống con người Xem ra duyên sinh duyên diệt Quả nhiên đều có định số Không ai thay đổi Ông cứ nói lấp lửng mập mờ Vô phương lại chỉ có thể tự mà tiêu hóa Thấy đội ngũ khổng lồ chuẩn bị di chuyển tiếp nàng lại nói tiếp sư phụ đệ tử vẫn còn một câu hỏi nữa liên sư lại ừ người vẫn chưa xong sao nếu có câu hỏi thì có thể hỏi luôn một lần được không nàng lại vô cùng xấu hổ đệ tử lại muốn hỏi thêm một câu đồ đệ của con thu nhận khi trước tại thành thiên cực bây giờ đang ở đâu còn và lệnh chủ đã đến phong đô tra ra đọa sinh sách song vẫn lại chẳng tìm được tung tích của y vậy y còn sống không con và y gặp gỡ lần này là quả báo cho ngày sau sao? Lần này đúng là hỏi một hơi ba câu luôn. Liên sư lại ngẫm nghĩ một hồi, lại chọn câu trả lời đơn giản nhất. Vẫn còn sống. Những việc kia thì không thể trả lời được. Nếu như người đã chuẩn bị nhập thế, thì mọi thứ đều là phải do chính người trải qua. Lần sau không nên tùy tiện lật dở xa đọa sinh sách nữa. Chuyện vượt quá khả năng, nếu như mà có thể tránh, thì chớ có nên làm. Nói rồi, ông lại thở dài. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bổn tọa cũng biết, gả cho thượng đạo thì có thể giúp người lột xác. Còn nếu như không, người cũng chỉ có thể chơi với bùn lầy thôi. Âm cuối của liên sư vẫn quanh quẩn trên không trung. Trong khi hào quang đã biến mất từ lâu, nên tổng kết lại thì mục đích lần này ông đến có lẽ là muốn khuyên nhủ nàng. Thứ dễ cản trở con đường tu hành nhất chính là tình yêu, thần xác có thể chịu đựng mọi loại tôi luyện và đả kích từ bên ngoài, duy chỉ có không thể nào chịu nổi nghiệp chướng của nội tâm. Nếu như tâm không động thì sẽ chẳng có những điều yêu hận tham lam si mê giống như thế. Nhưng mà đáng tiếc, nàng không đủ định lực, vùng vẫy mãi mà vẫn trầm luân. Tồn tại trên thế gian này, về bất cứ ai, nàng cũng có thể mở lời khuyên răn, song chỉ có mỗi nội tâm của bản thân là mãi mãi, không có dám thẳng thắn đối diện. Bây giờ lời đã ra khỏi miệng rồi, thôi thì cứ toàn tâm toàn ý, tiến tới đi thôi. Hương trong lò đã tắt, nàng cũng lại không thêm vào, quấn mình y ngồi đó suốt đêm. Ngày hôm sau, trời rất đẹp, gian nhà tranh lần lượt có bệnh nhân kéo tới, gõ cửa xin khám. Dân nội yểm đô cũng sẽ bị bệnh, coi điều, nguyên nhân sinh bệnh lại có vài phần kỳ lạ và khó hiểu. Nàng bận bịu đến tận buổi trưa. Giữa chừng, lệnh chủ lại đưa cơm đến cho nàng, đứng dựa vào cửa nhiệt tình giới thiệu với bệnh nhân lùi tới. Ây à, người biết không, Linh Y là nương tử của bồn đại vương đó, cái đám yêu quái đương nhiên phải nể mặt Trang rồi Đều phải cuốn quyết chắp tay thưa à, Chúc mừng chúc mừng Thật kính thật kính Lệnh chủ lại vô cùng đắc ý Vui vẻ nói Tu luyện cho tốt vào Một ngày nào đó các người cũng sẽ gặp được nhân duyên tốt thôi Chàng ở đây cứ quấy dày Làm cho vua phương không có bình tâm nổi Sau khi tiến một con hạc yêu Bị chó sói đất cắn đi Cuối cùng nàng lại cũng không nhịn được nữa Ngài về đi có được không Đừng có phiền ta làm việc Lệnh chủ lại rất không chịu Ta có làm phiền gì nàng đâu Chỉ giới thiệu nàng với mọi người thôi Như thế sẽ không có ai dám đến tìm nàng gây dối Nàng đúng là hết cách Không có ai tìm ta gây dối Chỉ có ngài làm phiền ta thôi Lệnh chủ lại cảm thấy hết sức oan ức Nhưng mà hôn thê đã bất mãn Thì bản thân cũng nên tự kiểm điểm xem Có phải là mình đã vô tình quấy nhiễu nàng không Chàng cô đơn đứng đó một hồi Vậy nàng ăn cơm đi Đồ ăn cũng sắp nguội lạnh cả rồi vô phương lại không tránh khỏi động lòng nhớ lại khi trước mỗi lần nấu cơm đều phải tranh nhau với củ như hạ đũa chậm là sẽ không còn phần đây vẫn là lần đầu tiên nàng hưởng thụ đãi ngộ có người đưa cơm tới nhưng mà ngoài miệng không thể nào dễ dãi được lệnh chủ rất dễ tự phụ hễ được khen là chẳng lại phiền hơn nữa cho nên nàng vẫn phải giữ vẻ mặt hờ hứng chỗ ta có đồ ăn rồi không cần ngài phải phí tâm hãy mau về đi tối nay sen đỏ sẽ nở không cần chuẩn bị vài thứ trước sao Lệnh chủ nói Đồ đạc đều có sẵn Ta cũng đã gói thước theo rồi Không còn gì nữa để mà chuẩn bị Vậy cho nên ta ở cùng với nàng một lúc Nàng lại tỏ vẻ phiền não Ta rất là bật Không muốn ngài ở cùng Đi 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 Đừng có ở đây làm phiền ta nữa Bị nàng đuổi ra khỏi cửa Lệnh chủ lại đứng trong sân nói Ta cũng muốn xem bệnh có được không Hôm qua nàng bảo ta phải tịnh thân Dù gì cũng phải kiểm tra qua trước chứ Ôi vẫn còn chưa kịp nói xong thì đã bị chiếc cốc từ bên trong bay ra đập chúng không cách nào khác chàng này phải khụt khịt mũi khập khiễng mà rời đi ở trong phòng đưa mắt nhìn theo tấm lưng đó vô phương lại không khỏi bật cười trước kia luôn cảm thấy là nam giới tất là phải sát phạt quyết đoán mới được phái nữ thích kết quả nàng lại gặp phải cái dạng này dù bây giờ vẫn chưa thấy được mặt của chàng nhưng mà tim mình thế nào mình rõ nhất dẫu có cơ hội lùi 10.000 bước để mà chiêm nghiệm lại kiếp này thì nàng vẫn không oán không hối dù sao cũng là chính chàng đã khiến cho nàng Từng chút một đem lòng yêu thích Lệnh chủ phải quay về yểm đô Bắt đầu tỉ mẩn chuẩn bị trang phục cho tối nay Dù rằng sở hữu dáng vẻ phong trần tuấn tú Và diện mạo đẹp đẽ đến vô song Chàng vẫn không thể nào thiếu phụ kiện đầm nổi bật cần thiết Chàng trải đầu Tỉ mỉ vuốt hết tóc ra sau tai Chọn ra một đôi giày đẹp nhất trong tủ Cuối cùng là còn phủ thêm một tấm áo tràng đỏ rực của mình Cơ ngực rắn chắc Lấp lánh trong ánh mắt trúng thượng chàng lại đứng ở trên bậc thềm cao với phong thái đầy sự tự tin giống như là thần tiên giáng thế đại quản gia lại ôm sổ nợ dùng ánh mắt tôn sùng ngước lên nhìn chàng chúa thượng là sắp lên đường rồi sao lệnh chủ lại gật đầu bốn đại vương đi trước một bước nhớ chuẩn bị đón tiếp yểm hậu cho tốt chờ đợi tối thì đưa nàng đến kính hải tìm ta nhớ đó trong vòng chu vi 200 do tuần, không cho phép bất cứ một vật sống nào lạng vãng. Ta sẽ không hy vọng có chuyện tốt bị phá hỏng đâu. 10 ngàn năm mới có được cơ hội. Nếu như mà hỏng chuyện, ta có thể sẽ không thể nào nhịn được mà ra tay giết chóc đó. Đại quản gia lại vâng dã liên tục. Chuyện này không chỉ là của một mình chàng mà còn liên quan đến hạnh phúc cả đời của toàn bộ tượng đất ở yểm đô. Vậy cho nên, tất cả đều phải tận tâm tận lực, tuyệt đối không có dám chảnh mạng tí nào. Lệnh chủ hài lòng phất phất ống tay áo, bay ra bên ngoài, phiêu giật biến mất ở cuối tầm mắt, tựa như là một dải lụa đỏ bị gió thổi đi. Đại quan gia lại quay lại nhìn đám tượng. Chưa vậy, các trời tối lại còn có hai canh giờ nữa, nhất định là phải cực kỳ cẩn thận, phải đưa yểm hậu đến trung âm kính hải, an toàn. Đám tượng đất tuần lệnh, nhiệt tình, hôm hồn lễ lần trước lại lần nữa dâng trào, đồng tâm hiệp lực khiêng kiệu ở trên vai rồng rắn đi tới khỏi địa yểm đô. Xung quanh là đèn lưu ly va vào nhau, tạo ra những giai điệu rất hạnh phúc. Lần này, đại quản gia lại đích thần xuất mã, đến nhà tranh thì đứng bên ngoài sân khẽ gọi. Yểm hậu, đã tới lúc rồi đó ạ. À? Chúng thuộc hạ đến đưa yểm hậu tới kính hải Nhưng mà cả một buổi rồi Trong nhà tranh không hề có động tính Đám tượng đất lại đứng bên ngoài chờ đến chố mắt nhìn nhau Đang chuẩn bị đi vào xem Thì mỹ nhân giúp cô cũng đã đi ra khỏi nhà rồi Thật sự là bước bước nở hoa Không hề khoa trương Đôi chân ngọc nhỏ nhắn bóng loáng không có đi giày, Từng bước nhỏ tiến tới Ngay cả mặt đường cũng lại nở đầy hoa Lòng bàn chân lại không dính một chút bùn Thánh khiết tựa như là chư Phật trên cổ chân thông thả là còn buộc dây đỏ đeo chuông bạc phát ra những âm thanh tinh tang lanh lảnh dáng hình lại đoan trang yểm hậu đi lẫn trong gió mái tóc đen cứ nhẹ nhàng bay trên cõi đời này có một kiểu vẻ đẹp không có cho phép nhìn gần tất cả đều phải cúi đầu trên vai cứ hơi hạ xuống yểm hậu vào ngồi ngay ngắn trong kiệu rèm lưu ly cứ chập chờn ánh sáng thay nhau ẩn hiện ở trên mặt của nàng đại quản gia lại giơ tay lên vỗ tay một cái trong ánh hoàng hôn dần dần buông xuống ở trên vùng hoang dã đội ngũ rồng rắn bước đi từ núi nhĩ thị đến trung âm kính hải cần phải tốn một chút thời gian nữa kiệu đi rất nhanh phong cảnh hai bên dần dần thụt lùi ở đuôi mắt vì biết là đi gặp lệnh chủ cho nên trong lòng vô phương cũng không hề sợ chỉ lại hơi căng thẳng chút trước kia nàng đã từng nghe nói kính hải là một bãi biển mà vong linh phải đi qua nhưng mà ở trên biển này có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này nhìn thấy mọi thứ đã từng trải qua thêm một lần nữa trong chớp mắt đó nảy sinh ra suy nghĩ liệu có phải là quyết định vượt biển đi tiếp hay không? Vậy cho nên, Kính Hải cũng giống với đài Nguyệt Kính đặt ở trong điện của Tần Quảng Vương. Chỗ khác nhau là ở trước đài nghiệt, Nguyệt Kính này có vẻ là không có kẻ tốt, còn trung âm Kính Hải thì lại thiện ác lẫn lộn. Không biết sao, chẳng lại tìm được nơi hay ho như thế. Vô phương lại mơ hồ nghe thấy tiếng gió gào rú ở trên triển núi, sen đỏ hút đủ âm khí mới có thể nở rộ được mùa hoa nở ở trên biển lại không có người trung âm, vậy cho nên rất thích hợp để nuôi tượng. Tưởng tượng mà xem, lệnh chủ lại khắp mình toàn là bùn lầy, ngồi ở trên bờ chờ đợi là hình ảnh nhức mắt tới mức độ nào chứ. Xong rồi như, như vậy, nàng vẫn ăn mặc thật là đẹp. Chàng muốn dựa theo dáng vẻ của nàng nặn tượng nữ mà. Nàng lại hy vọng mình ở trong mắt của chàng phải thực sự hoàn mỹ, chí ít cũng không thể nào để cho chàng thất vọng được. Nơi âm khí quá thịnh, luôn luôn không thiếu những thứ cổ quái và kỳ lạ. Tuy rằng vô phương có thị lực nhìn đêm rất tốt, nhưng mà có một đoạn đường cũng không phân biệt rõ được phương hướng. Rốt cục là, nghe thấy đại quản gia hô lên, đến rồi. Sau khi mà băng qua một thông đạo tối thui, trước mặt liền trở nên sáng sủa và rộng rãi hơn. Kiệu ngừng lại trước cửa vào kính hải, phản chiếu ra ánh đỏ ở trên trời. Đại quản gia lại chắp tay. Chúng thuộc hạ chỉ đưa yểm hậu tới đây được thôi. Quãng đường còn lại, xin yểm hậu hãy đi một mình trên đất có trải thảm lông dày kéo dài về phía trước tạo thành một con đường thảm thanh thang vô phương lại cười thầm trong bụng cái đồ ngốc kia lại làm trò vớ vẩn rồi đây có điều cách mà chàng dỗ nàng vui vẻ cũng lại bài bản ra phết nàng lại chậm rãi đi về phía trước hoa văn ở trên thảm lông kiều lại in ở trong lòng bàn chân có cảm giác tê tê dần dần đi tới cuối vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì một biển hoa đập đột nhiên lại đập vào mắt nàng lại ngạc nhiên hít sâu một hơi cho tới bây giờ, nàng vẫn còn chưa nhìn thấy cái loại hoa xanh nào như vậy. Cánh đỏ tươi như máu, hoa lá lại mỏng như cánh ve. Giữa mỗi đóa hoa lại đều có một đứa trẻ ngủ say, xinh xắn hệt như là tiên đồng. Tất cả đều là kiệt tác của lệnh chủ đây. Nàng lại ngồi xổm ở trên mép nước, lại vừa cảm thán, vừa tán dương vô số tự đất. Ngũ quan và tay chân tinh tế như vậy, quả thực là khéo léo tới dị thường. Lệnh chủ lại trông ngu ngơ như thế thôi, nhưng mà không ngờ tay nghề cũng khá nhắc đến lệnh chủ nàng mới phát hiện chính mình vẫn còn chưa thấy chàng đâu hết đứng dậy tìm tứ phía trong mắt lại chỉ có sen đỏ trùng trùng điệp điệp tới ngàn dặm bên tai có tiếng rì rào cùng với những tiếng hoa nở nàng lại đào mắt nhìn quanh phát hiện ra ở trên mặt nước cách bờ trong bước có một bóng lưng mái tóc dài thả sau lưng chất tóc ống ả khiến cho sáng ánh sáng tỏa ra từ sen đỏ hát lên trông giống như là mật ngọt áo tròn khoác hờ cổ áo mở rộng trượt đến khử tay Thuận thế đẩy lộ ra một bên đầu vai trắng nõn, lệnh chủ lại ngồi nghiêng trên đóa hoa sen đỏ lớn nhất, với tư thế nhìn thôi cũng thấy mỏi rồi. Phương thức chào sân như thế, thực sự khiến cho người ta vừa kinh hãi lại phải cảm thán. Đoán chắc chẳng lại muốn dở trò rồi, Vô Phương lại bước lên nửa bước. "Ngài, không có mỏi eo sao?" giữa cục thì chàng cũng quay người lại, và không phải là hình ảnh có đầu, không mặt, giống như là ở trong tưởng tượng của nàng, khuyên tai bên tai sáng rực. Hình xa mở cổ lại vô cùng nổi bật. Chẳng lẽ nở nụ cười cực kỳ phong tình vạn trùng với hôn thê đang trợn mắt há mồm. Nương <laughs> tự à, nàng nhìn có hài lòng không? Hết chương. Hết tập 19. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trúc Mỹ.